Chúng tôi xin được trở lại với quý vị khán thính giả trong phần 3 của chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Một lần nữa 714-893-3264 vẫn được mở ra trực tiếp để quý vị có thể gọi vào. Và đây là trường hợp của bác Nguyễn Đình Truyền. Bác vừa gọi cho chúng tôi ít phút trong phần 2 của chương trình. Bác muốn tìm người bạn thân của bác là ông Nguyễn Văn Lực, năm nay trên 70 tuổi. Trước năm 1975 thì ông Nguyễn Văn Lực sống ở đường Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứu Thế. Được biết gia đình ông Lực đã sang Mỹ sau ngày mất nước, và được biết là gia đình hiện đang ở miền Đông Hoa Kỳ. Trước đây thì ông Truyền và ông Lực cũng đã gửi thư, tuy nhiên thì sau đó cũng mất liên lạc. Được biết là ông Nguyễn Văn Lực đã có vợ và có con, nhưng đi sau có một cái mấu chốt đây là đi gia đình ông vợ và con của ông Lực đi sau khi mà ông Lực đã sang Mỹ trước đó rồi. Nếu như gia đình ông Nguyễn Văn Lực và bạn bè họ hàng có biết được những thông tin chi tiết như thế này, xin mời quý vị hãy gọi về cho ông Truyền 909-979-4115. Và thưa quý vị, đây là những thông tin từ những hồ sơ trong kỳ trước. Số 772 của cô Huỳnh Cẩm Tuyết. Cô Huỳnh Cẩm Tuyết tìm cha cho hai con, đó là Huỳnh Văn Phước, sinh năm 1942, đi theo diện HO qua Mỹ và cho tới tận bây giờ thì không biết đang ở tiểu bang nào. Ngoài ra thì cô Tuyết cũng cho biết là có con, hai tên của hai người con của cô Tuyết đó là anh Huỳnh Duy Linh và anh Huỳnh Duy Khương. Nghe nói ông Phước đã có gia đình khác và trước đây gia đình ở Sài Gòn. Nếu như ông Huỳnh Văn Phước và gia đình có nghe được tin tức này, xin liên lạc với cô Huỳnh Cẩm Tuyết 818-810-8899. Trên đường line, anh Tuấn xin được kính chào quý vị đang gọi vào. Hello. Em chỉ muốn gọi tìm người thân thì chị gọi như thế nào em? Dạ, bây giờ đây là chương trình Tìm Người Thân. Chị cho em biết được họ tên của chị nha. Bây giờ họ tên của chị phải không? Dạ. Mời Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Rồi, Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Dạ rồi. Địa chỉ 16344. 16344, dạ. Coolberry, Riverside. Dạ, ở Riverside chị ha. Ừ. Dạ, Riverside. Rồi, người chị muốn tìm tên gì ạ? Có cần không? Dạ, số phone luôn ạ. 951. 951. 29. Ha? 9. 299. Dạ. 299. 7955. 7955, dạ rồi. Hôm nay chị Điệp muốn tìm ai? Xin cho biết họ tên. Ông tìm ba. Dạ. Lê Đức Đạt. Dạ, tìm ba là ông Lê Đức Đạt, dạ. Trước ở 17 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9. 17 Nguyễn Lê Đức Đạt. Dạ, rồi. Trước ở 17 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9. Dạ rồi. Đà Lạt. Đà Lạt, dạ. Ừ. Rồi. Đi qua đây mấy năm rồi mà không biết ở tiểu bang nào em? Dạ, từ năm nào ạ? Còn nhớ chính xác. Đi diện HO mà đi chắc phải 10 năm hay bao nhiêu đó, nhưng mà không biết là ở tiểu bang nào. Dạ, diện HO và không biết tiểu bang nào. Và ông Lê Đức Đạt năm nay khoảng bao nhiêu tuổi vậy thưa chị? 80, sinh năm 1934 là 80 mấy tuổi ta? 934 như vậy là dạ vâng, khoảng trên dưới 80 tuổi. Ngoài những thông tin mà chị Điệp đưa ra đó, có những cái thông tin nào khác nữa hay không? Thí dụ như vợ ông Đạt, tức là mẹ của chị đó, tên gì, rồi có bao nhiêu người con, thí dụ vậy đó. Thì tại vì nhiều thông tin hơn đó, thì cái xác suất tìm mẹ, được ba chị vợ của ông là tên là bà Khuê, nhưng mà chị nói chung là chị là con bà lớn đó, chị muốn tìm ổng thôi vậy. Dạ, thôi. Vợ tên gì ạ? Dạ, vợ tên gì ạ? Khuê. Dạ, vợ tên Khuê thôi hả? Dạ. Mỹ Khuê, chị không biết tên gì nhưng mà là Mỹ Khuê. Dạ, Mỹ Khuê. Dạ rồi, ngoài ra còn thông tin nào khác nữa không? Đi qua đây mấy đứa con là Lê Đức Lộc, Lê Đức Phát. Dạ, Lê Đức Lộc, Lê Đức Phát. Dạ rồi. Lê Đức Lộc, Lê Đức Phát, Lê Thị Quỳnh Trang, Lê Thị Quỳnh Giao. Dạ rồi. Lê Thị Quỳnh Giao, rồi khá là đầy đủ. 951-299-7955 là số điện thoại của cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Nếu như gia đình hoặc đích thân ông Lê Đức Đạt nghe được tin tức này, xin liên lạc với cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính chào chị ạ. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ. Bất kỳ trong mọi hoàn cảnh nào,
bất kỳ, đó có thể là bạn bè của quý vị, đó có thể là người thân của quý vị, hoặc là bố mẹ hoặc con cái mất tích lúc vượt biên, mất tích trong chiến tranh, hoặc mất tích sau khi qua Mỹ, thì quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân này với số điện thoại đang hiện hữu ở trên màn hình. Vào những giây phút cuối đó thì có rất nhiều quý vị gọi vào, nên nếu như quý vị có thông tin ngay từ bây giờ thì xin gọi ngay từ bây giờ để tiết kiệm thời gian, cũng giống như là chúng ta có thêm nhiều thời gian để có thể trao đổi về thông tin hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với trước đây, coi như là về trường hợp số 773 mà cô Lê Nhung đã gọi về với chúng tôi trong những tuần trước. Cô Lê Nhung muốn tìm ba của cháu ngoại, đó là ông Lý Thanh Tùng. Ba của cháu ngoại, tức là như chú cháu ngoại là ông là Lý Thanh Tùng, năm nay khoảng hơn 40 tuổi, có vợ tên là Phạm Thị Hằng Ni. Và được biết rằng trước đây thì gia đình quen ở bên đảo, và tháng 8 năm 1986 thì ông Tùng khoảng 40 tuổi đã hồi hương về thăm cha mẹ ở Việt Nam. Và từ đó tới giờ thì mất liên lạc. Gia đình quê quán trước đây của ông Tùng là ở Cà Mau, và cháu ngoại, đây là cháu ngoại của ông Lý Thanh Tùng, là Phạm Thị Cẩm Tú. Nếu như quý vị nghe được tin tức nào cũng giống như là nghe biết được hồ sơ này và ông Tùng, xin mời liên lạc với cô Lê Nhung 714-554-2088. Vào tuần trước thì chúng tôi cũng đã có nhận được những cú phone của ông Nguyễn Công Hà. Ông Nguyễn Công Hà muốn tìm những người bạn lính trước đây cùng đi lính với mình, đó là ông Lê Văn Phan, năm nay khoảng 64 tuổi. Trước đã có học trường Thủ Đức số 4/71, và sau đó là về trung đoàn 48. Và sau này, sau chiến tranh thì gia đình đi diện HO ở vùng Montana, ngay tại Riverside. Nếu như quý vị nào biết được tin tức của ông Lê Văn Phan, năm nay khoảng 64 tuổi, xin liên lạc về ông Nguyễn Công Hà 310-372-4938. Trên đường live xin được tiếp chuyện với quý khán giả đang gọi vào. Dạ, xin chào anh. Anh muốn tìm ông Thái Văn Chương. Dạ. Ở Tư Bông với Nha Trang em. Tìm ông Thái Văn Chương, năm nay ông Chương khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay chắc cũng 60-70 thì phải. Dạ, khoảng trên 60 tuổi ha. Dạ, trên 60 tuổi rồi. Anh có thêm những đặc điểm về gì của ông, thông tin gì của ông Chương không ạ? Biệt danh của ông là ông Mười Cò á. Bùi Cô. Mười Cô. Mười Cô, dạ. Rồi, biệt danh là Mười Cô. Dạ rồi. Ở, thêm... ở Tư Bông, Nha Trang. Ở Nha Trang, dạ. Rồi, thêm gì nữa không ạ? Vậy thôi. Tìm em Điệp, tìm anh Chương. Dạ, xin cho biết... Nguyễn Văn Điệp. Dạ, Nguyễn Văn Điệp, dạ. Rồi. Ở Philippines, Puerto Princesa, Palawan, ở trại Philippines xưa. Dạ rồi, Tuấn ghi vào trong đây là trong cái hồ sơ là trước có quen với ông Trương là ở ngay tại Palawan, ở Phi Luật Tân, anh Điệp nha. Dạ dạ. Dạ, trước có quen Palawan. Nếu mà có ai biết hoặc để cho liên lạc về số điện thoại là 714. 714, dạ. 468. 468, dạ. 3288. 3288. Trước đây lúc mà mình quen với lại ông Trương đó, thưa anh, thì khoảng năm mấy ạ? Năm từ năm 90 cho tới 96 cho tới 1996. Dạ rồi. Rồi, rất là đầy đủ. Từ 90 tới 96. Dạ, 90 cho 96. Qua Mỹ là coi như là lúc mình chia tay nhau, chia tay ở đảo là coi như qua Mỹ là không còn liên lạc được nữa luôn đó. Dạ, qua Mỹ có liên lạc một lần rồi mất số luôn, là lúc đó không nhớ ở đâu nữa. Dạ, sau khi mất số. Ông có biết ông Điệp ở đâu không ạ? Ở tiểu bang hoặc thành phố nào không ạ? Hồi xưa mình ở Washington DC, giờ mình về đây rồi, mình về Lido, Sài Gòn rồi. Dạ, rồi. Rồi, em cảm ơn anh Điệp rất nhiều. Hy vọng là ông Thái Văn Chương nghe được tin tức này thì sẽ gọi cho anh Điệp ở số phone của anh 714-468-3288. Dạ, kính chào anh ạ. Rồi, cảm ơn Tấn ơi. Dạ, bye xin bye chào. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán giả trong phần cuối của chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi.